6 triệu mua laptop nào? Một điều tưởng chừng là không thể, nhưng với laptop TCL vẫn là có thể nhé. Trước hết chúng ta cần biết với 6 triệu chúng ta sẽ mua được laptop như thế nào. Đầu tiên chắc chắn là những chiếc máy cũ đã qua sử dụng. Tại laptop TCL đều là những chiếc máy dùng lướt, ngoại hình còn rất đẹp. Phần cứng còn được bảo hành lên tới 1 năm không khác gì máy mới cả. Mình sẽ liệt kê một số tiêu chí cấu hình cho laptop 6 triệu, CPU i5 hoặc i7, thế hệ 3, 4, RAM 4GB, SSD 120GB, màn hình độ phân giải HD hoặc HD+. Chúng ta hãy cùng đến với vị trí số 1 là chiếc HP ProBook 640G1, có cấu hình CPU i5 đến 4200M, RAM 4GB, SSD 128GB, màn hình 14 Full HD ưu điểm, kích cỡ khá nhỏ gọn, cấu hình làm văn phòng thoải mái, giải trí với các game nhẹ như Đế Chế, GTA. Giá cho phiên bản màn hình HD siêu rẻ chưa đến 7 triệu đồng. Option màn hình FHD cao hơn 1 triệu. HP ProBook 4740S là chiếc laptop giá rẻ nhất tại laptop TCL. Có cấu hình CPU i5 đến 3380M, SSD 120GB, VGA AMD 7650M, màn hình 17.3 HD+, có các màn hình rời, màn hình siêu to khổng lồ tha hồ đa nhiệm làm việc. Giá siêu hạt rẻ chỉ 6T590K. Link sản phẩm cùng các chương trình khuyến mại của hai chiếc máy này, mình để dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Có thắc mắc gì cần chúng mình giải đáp, các bạn cứ bình luận phía dưới hoặc nhắn tin cho fanpage Laptop TCL, Laptop Sinh viên Hà Nội để được giải đáp nhanh nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.